Xin kính chào quý vị. Chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là phần điểm những thông tin chính có trong chương trình. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin 24 giờ với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, hôm thứ Ba tuần vừa qua, lũ lụt thảm khốc đã ập đến Bằng Tường, tỉnh Giang Tây. Khu vực miền núi Tương Đông ở Bình Hương là khu vực dễ xảy ra thiên tai và tòa nhà Ni Ao ở làng Hà Châu đặc biệt nguy hiểm. Vào lúc 6 giờ 45 sáng, một ngọn núi khoảng 100.000 mét khối từ trên trời rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Nhà cửa, cây cối, ao hồ, đường xá và một ngôi làng cũng biến mất trong nháy mắt. Rất may 110 người thuộc 26 hộ dân trong thôn đều bình an vô sự. Bởi 40 ngày trước, cả làng, già trẻ, lớn bé đều đã sơ tán khỏi vùng thiên tai này. 40 ngày qua, cán bộ chính quyền địa phương và phòng tài nguyên đất đai ngày đêm bám sát thân sạt lở, vừa cứng vừa mềm với dân, cùng dân chiến đấu dũng cảm. Trong suốt 40 ngày, các nhân viên phòng chống thiên tai của trụ sở tài nguyên và đất đai thành phố Bình Hương đã bất chấp nắng nóng và lũ lụt, liều mạng để theo dõi vụ lở đất, đồng thời cố gắng hết sức để thuyết phục dân làng quay trở lại ngôi làng. Hôm qua, trước cổng huyện Tương Đông, thành phố Bằng Tường, tỉnh Giang Tây, gần 100 người đã tập trung trước cổng chính quyền khu Tương Đông, thành phố Bằng Tường, tỉnh Giang Tây cùng nhau xin lỗi và cảm ơn những người ở cục địa chất và mỏ. Chúng tôi xin lỗi vì đã mắng họ, vì họ đã khẩn thiết bảo chúng tôi sơ tán. Thiên tai lớn như vậy mà cả làng chúng tôi, già trẻ lớn bé đều có thể bình an vô sự. Chúng tôi biết ơn lắm. Cặp vợ chồng già trong đám đông bật khóc. Người đàn ông tên là Beng Bao Jun. Ông nói tôi không dám nghĩ hiện trường sạt lở lại kinh khủng quá. Chưa nói đến ngôi nhà, ngay cả cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi cũng bị nhấc bổng, gãy thành nhiều đoạn. 5 ngày trước, ngày tại Bằng Tường, tỉnh Giang Tây, trời mưa to, nước chảy cuồn cuộn, sông suối dâng trào. Khu vực miền núi Tương Đông ở Bình Hương là khu vực dễ xảy ra thiên tai và là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là tòa nhà Ni Ao ở làng Hải Châu, quận Tương Đông. 6 giờ 45 phút sáng chỉ nghe thấy một tiếng đùng lớn, một ngọn núi với khối lượng khoảng 100.000 mét khối từ trên trời đổ xuống. Nhà cửa, cây to, cây nhỏ, ao hồ, đường xá dưới chân núi biến mất ngay lập tức, thay vào đó là một sườn đồi sạt lở. Hoàng Đông Dinh, một người dân trong làng đang chuẩn bị về nhà lấy đồ, đã nhìn thấy cảnh tượng sợ hãi này cho biết: "Tôi còn chưa đi đến cổng làng, dây điện cách đó hơn 100 mét đang rung lên, đèn sáng rực. Tôi sợ đến mức chân yếu chạy không nổi, kêu không ra tiếng. Nếu không trốn sớm, chúng tôi đã chết rồi." Ngọn núi 100.000 mét khối trượt xuống, một ngôi làng biến mất trong nháy mắt. Tuy nhiên, 110 người thuộc 26 hộ dân trong thôn từ già đến trẻ đều bình an vô sự. Khi thảm họa này xảy ra, hầu hết họ vẫn đang ngủ. Bởi 40 ngày trước, cả làng, già trẻ lớn bé đã sơ tán khỏi vùng thiên tai này. Vào buổi sáng, các vết nứt xuất hiện trên núi, cục đất đai và tài nguyên thành phố, chính quyền huyện quyết định rằng tất cả dân làng phải sơ tán ngay lập tức. Ni Ao Su Linh nằm ở trung tâm phía đông Hồ Nam với cấu trúc địa chất phức tạp và tính ngẫu nhiên mạnh mẽ trong các yếu tố gây ra thảm họa địa chất. Cục khí tượng dự báo lượng mưa ở phía đông của Hồ Nam sẽ cao nhất trong lịch sử, rất dễ gây ra các thảm họa địa chất như sập nhà, lở đất và lở núi. Cục Tài nguyên Đất đai thành phố Bằng Tường đã thành lập Sở Đất đai và Cục Địa chất Tài nguyên Khoáng sản ở phía đông Hồ Nam. Trước đó, nhân viên Cục Địa chất và Tài nguyên Khoáng sản tỉnh Hồ Nam trong quá trình kiểm tra thảm họa đã phát hiện dấu hiệu sạt lở đất sau mưa lớn liên tục, chỗ rộng nhất là 40 cm, vết nứt rộng tới 20 cm và chỗ nhỏ nhất là 20 cm. Có rất nhiều vết nứt lớn trên núi như vậy cùng một lúc, nguy hiểm không thể lường trước được. Nếu mưa lớn liên tục, tất cả các vết nứt sẽ ngày càng lớn hơn. Dưới chân núi Ni Ao Sui có 110 người sinh sống tại đó. Sau khi nhận được báo cáo khẩn từ Cục Địa chất và Tài nguyên Khoáng sản huyện, Cục Đất đai và Tài nguyên thành phố Bình Hương, huyện ủy Tương Đông và các nhà lãnh đạo của chính quyền huyện đã ngay lập tức đến hiện trường vụ sạt lở đất để điều tra. Mưa không ngừng rơi xuống, vết nứt trên núi sâu không đáy, nước mưa, lá cây, đất, thậm chí là đá nhỏ trên mặt đất cũng dồn dập rót vào khe nứt. Ước tính vụ sạt lở có thể tích 1 triệu mét khối, toàn bộ là núi. Phòng Tài nguyên và Đất đai thành phố Bình Hương, Ủy ban huyện Tương Đông và chính quyền lập tức đưa ra quyết định di tản nhanh chóng. Phòng Địa chất và Tài nguyên Khoáng sản huyện nên hỗ trợ chính quyền và cán bộ thôn trong công tác phòng chống thiên tai. Công việc này phải được thực hiện một cách nhanh nhất. Cục Tài nguyên và Đất đai huyện Bình Hương đã sắp xếp cụ thể để đề phòng và cứu trợ thiên tai, sắp xếp về cách ngăn chặn cơ bản thương vong do thiên tai địa chất gây ra và đưa ra yêu cầu rõ ràng, bất cứ nơi nào có thiên tai địa chất, nhất định phải có nhân viên của Cục Đất đai. Cục Địa chất và Tài nguyên Khoáng sản Đông Hồ Nam đã ngay lập tức đưa ra kế hoạch phòng chống kiểm soát thảm họa địa chất, đồng thời đưa ra các biện pháp phòng ngừa cụ thể cho tình huống đặc biệt của Ni Ao Su Linh. Kế hoạch khẩn cấp thảm họa địa chất Ni Ao Su Linh đã được đưa ra ngay tại chỗ, thông báo ngay cho tất cả các hộ gia đình trong toàn bộ ngôi làng phải được sơ tán trong vòng nửa ngày và buổi chiều. Đến chiều phải cho di tản tất cả dân, còn lại nhà cửa, tài sản phải phong tỏa,
tránh hết, dân làng cũng phải ổn định, lập tức ra lệnh, cả làng không phân biệt đàn ông, phụ nữ hoặc trẻ em, phải sơ tán tất cả để tránh thảm họa. Dân làng đi ao du linh không xa lạ gì với thảm họa địa chất. Nhân viên của Cục Địa chất và Tài nguyên khoáng sản đến làng vào mỗi mùa mưa để cảnh báo cho họ xem bản đồ thiên tai, giải thích nguyên nhân, mối nguy hiểm và phương pháp xác định thiết thực nhất tai biến địa chất. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cả làng phải di tản. Những người sơ tán phải được tái định cư, những ngôi nhà và tài sản mà dân làng để lại phải được niêm phong để bảo vệ. Đội phòng chống thiên tai do chính quyền, thị trấn, thôn và Sở Tài nguyên đất đai phối hợp thành lập đã khóa và niêm phong cửa từng nhà, sau đó đóng đường, cắt điện, đồng thời thực hiện phong tỏa toàn bộ thôn. Lãnh đạo huyện hứa với dân làng sẽ không để mất đồ đạc ở nhà, sẽ có người túc trực 24 trên 24 giờ và hàng ngày sẽ báo cáo tình hình tại chỗ cho dân làng đúng giờ. Khoảng một nửa dân làng ở Ni Ao Su Linh đã lánh nạn chỗ người thân và bạn bè, một nửa tạm thời sống trong viện dưỡng lão ở thị trấn Tương Đông. Hầu hết dân làng đã rời đi, nhưng một phụ nữ trung niên không chịu rời đi. Bà cho biết chồng và con trai đã đi làm, gia đình không còn sức lao động, không có người thân bên cạnh, không nơi nương tựa. Trong đội phòng chống thiên tai có một thanh niên tên là Trương Kinh Kha. Khi nghe tin đã lập tức chạy đến nhà người phụ nữ động viên cô ấy. Cô đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cô liên hệ với viện dưỡng lão. Tôi sẽ chuyển cô đến đó. Nơi đó có đủ nhu cầu yếu phẩm hàng ngày cho cô. Sau khi tai họa qua đi, tôi sẽ đưa cô trở về làng. Cục Tài nguyên và Đất đai thành phố Bằng Tường đã đưa ra yêu cầu vì sự an toàn của người dân. Thà bị mắng chứ không để họ khóc sau thảm họa. Nhân viên của Cục Địa chất và Tài nguyên khoáng sản quận Tương Đông ngay lập tức tuyên bố: "Chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không trả đũa và chúng tôi phải kiên nhẫn giải thích, chửi bới còn hơn khóc lóc để thực hiện công việc một cách chi tiết và đảm bảo an toàn cho người dân." Bộ phận Tài nguyên Đất đai của thành phố Bình Hương tiếp tục thực hiện một loạt các biện pháp phòng ngừa. Từ 3 ngày nay mưa lớn liên tiếp, 6 giờ 45 phút sáng mưa ngày càng nặng hạt hơn. Cuối cùng ngọn núi cũng bị xé toạc. Khi những người dân làng Ni Ao Su Linh được sơ tán an toàn vẫn còn đang ngủ say, ngôi nhà của họ ngay lập tức bị chôn vùi bởi khối núi 100.000 mét khối đang trượt xuống. Ngọn núi giống như một con thú khổng lồ nuốt chửng Ni Ao Su Linh trong một ngụm, đôi mắt đầy sỏi đất, thậm chí không thể nhìn thấy dấu vết của ngôi làng. Đây là 40 ngày kiên trì và 40 ngày đau khổ cứu sống 110 người. Kể từ mùa mưa năm nay, hơn 500 trận động đất đã xảy ra ở Bằng Tường, 618 ngôi nhà bị sập và 8.042 người đã được chuyển đi thành công. Trước những trận động đất lớn không có thương vong trong thành phố, vào cuối tháng trước, khi Sử Văn Thanh, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Giang Tây đến Ni Ao Su Linh để hướng dẫn cứu trợ thiên tai, ông đã đến thăm những người dân làng bị ảnh hưởng và khen ngợi các đồng chí của Bộ phận Đất đai và Tài nguyên vì những đóng góp của họ trong việc tránh thiên tai. Cục Địa chất và Môi trường của Bộ Đất đai và Tài nguyên cùng các chuyên gia liên quan của Bộ Đường sắt đã đến Ni Ao Su Linh để điều tra vụ lở đất và cho biết đây là một ví dụ điển hình về việc cùng nhau tránh thảm họa thành công. Vào đầu tháng này, một số máy ủi đang san bằng đất trên một ngọn đồi nhỏ. Đây là một trong những khu tái định cư do huyện Tương Đông mở ra cho các hộ dân bị sập nhà cửa trong trận lũ lụt. Sở Tài nguyên Đất đai và Nhà đất của tỉnh, thành phố cũng đã công bố kế hoạch tái định cư và phương án xây dựng cho các hộ dân bị sập nhà. Đồng thời, sản xuất công nghiệp và nông nghiệp của thành phố đã được nối lại. Về việc khôi phục các con đường, thủy lợi và cơ sở điện bị hư hại do thiên tai địa chất đã được triển khai đầy đủ. Thành phố Bình Hương đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch tái thiết và cứu hộ sau thảm họa. Do thảm họa địa chất thường xuyên xảy ra trên địa bàn, một mặt người dân ở khu vực bị ảnh hưởng đã được tái định cư ở những khu vực an toàn, đồng thời tăng cường cảnh giác. Mặt khác, Cục Đất đai đã mời các chuyên gia nghiên cứu khoa học địa chất và các học giả từ lĩnh vực khác nhau đến hiện trường để kiểm tra và hướng dẫn, giúp xây dựng các kế hoạch quản trị và phòng chống thiên tai cụ thể, đồng thời giúp đỡ các khu vực bị thiên tai tái thiết và tiếp tục sản xuất sau thảm họa. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Bản tin 24 giờ để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.